Tại vì các bạn biết á, luật sư á, người ta giải quyết một ngày á, là mấy chục hồ sơ mới á nha. Rồi còn người ta hỗ trợ mấy bạn cũ nữa, tất nhiên họ có đội ngũ mấy người, có thể là mấy chục người để người ta hỗ trợ, có Việt Nam, có Úc nữa. Thì các bạn biết phải trả tiền cho nhân viên mà, đúng không? Rồi còn thêm một cái nữa mình nói á, có những bạn á mà không biết thông tin á, mấy bạn tự làm á, hoặc là bạn cứ cứ xà quần á, cuối cùng nó không đi tới kết kết quả. Có một bạn là tên là T đi, mình không muốn nói tên bạn đó, mà bạn này á, đi học hết ngành này tới ngành kia, mà trong khi đó những ngành bạn học á còn đã được định cư rồi mà đó bạn nó không biết, cứ đi học hai ba bốn ngành rồi cuối cùng là chị Huyền mới tư vấn cho các bạn đó, kêu bạn đó đi qua bên Adelaide Nam Úc á, rồi cuối cùng là bạn giờ bạn đó đi làm lương 30 mấy đồng một giờ mà làm chính thức luôn, làm trong ngành y tá luôn, các bạn thấy sướng không? Mà cái này các bạn đó có thể đi làm cái chuyện đó là bạn đó có thường trú là cách đây 4-5 năm trước rồi, không chịu làm, không chịu học theo, mà cuối cùng là tiết kiệm mấy triệu để mà đi tư vấn người này người kia, cuối cùng người ta chỉ bậy chỉ bạ hết á, rồi cuối cùng là kết quả là bây giờ cũng chưa có thường trú luôn, mà bạn này ở bên Úc là 10 năm rồi đó. Thì chị Huyền có thể nói luôn cho mấy bạn biết luôn cái trường hợp của bạn này, mà không mình không muốn nói tên bạn này ra, bạn này tên T thôi, thì đó Ra thì các là bạn biết. cái bạn này cũng là khá là thân với Tâm, thì bạn này cũng rất là quý chị đồng hương của mình đó. Nói chung là hiện tại em này thì đi qua một công ty du học ở Việt Nam đi qua Úc, tại vì tin vào cái công ty du học đó thì bạn 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 cứ nghe theo công ty du học tư vấn thôi. Chị không nói là công ty du học tư vấn là sai, nhưng mà họ họ duy trì khóa học cho các bạn ấy từ từ khóa học này qua khóa học khác, hết vòng khóa học này khóa học vòng khác, rất là nhiều năm trôi qua. Và đến khi 7-8 năm rồi thì cái công ty du học đó họ còn không cho bạn ấy được đổi cái visa 4-8 năm để được phép đi làm. Trong mùa Covid á, là bạn đã đi làm bằng visa du lịch, cho nên cái hồ sơ khai thuế của bạn là còn như trống trơn luôn. Bạn không có cái hồ sơ việc làm để mà có thể xin việc làm được, hoặc là để tích lũy kinh nghiệm để nộp visa định cư. Cho nên khi mà chị gặp bạn này là chị, ủa tại sao lại là như vậy, tại sao em không khai thuế em đi làm để em có cái background kinh nghiệm làm việc thì em mới nộp được visa định cư chứ. Thì bạn nói là cái công ty du học kia nó nói em là không được quyền, em phải ở cái visa là du lịch đó để chờ em đi thực tập mới đã, rồi mai mốt mới đổi cái visa thì không nộp được visa 48 năm luôn. Cứ tưởng tượng nổi là người ta không cho bạn này nộp cả visa 48 năm, không hướng dẫn cho bạn này nộp cái visa được phép đi làm 2 năm á để tích lũy kinh nghiệm luôn. Thì rồi rồi bạn này cứ nghĩ là 48 năm xong là hết được. Tại 48 năm nếu bạn bằng học xong, bạn gặp đi làm 2 năm mà bạn vẫn chưa có đủ thời gian đi học, bạn có thể quay lại học tiếp, nó vẫn cho mà. Nghĩa sau 48 năm vẫn có thể đi quay lại đi học nữa. Nhưng mà 4 tháng năm chỉ được nộp một lần thôi, đó là thực tế. Và vì tại sao? Tại vì công ty kia nó muốn thật sự là muốn bạn này tiếp tục cái chương trình là cử nhân. À, công ty nó muốn bạn đi làm cái khóa học là không đi làm, đi làm chui, hoặc là trong mùa Covid thì không không nộp, không hướng dẫn cho bạn này nộp cả cái visa 408 nữa kìa. Lấy ra lấy cái visa 408 được phép đi làm full time rồi đúng không? À, thì bạn này là không. Cái này em thấy nó hơi ác luôn á, chứ đừng có nói đó là chung là bạn bạn đã không được phép khách đi tương làm lai của bằng visa du lịch, họ. không khai thuế, không được hưởng trợ cấp, không được hưởng cái gì phúc lợi của chính phủ trong lúc mùa Covid cả. Rồi khi mà cần đưa cái hồ sơ ra để làm cái thẩm định nghề thì hồ sơ cho bạn ở cái dạng cái ngành nghề gọi là dental technician, nhưng mà dental technician bạn lại trống trơn không có kinh nghiệm làm việc, trong khi anh đây lại có thể định cư được bằng cái ngành nghề này. Thì thực sự là bạn không có một cái gì để làm thẩm định nghề hết, chỉ chuyển xuống LA cũng là một cái ưu thế, thì bạn bạn thấy bằng tiếng Anh bằng yếu của bạn chuyển xuống thôi, chứ lúc đầu bạn học trên Melbourne. Thì tới giờ lúc này thì bạn lương cũng tốt rồi, bạn quyết định thì thôi em đã lỡ rồi thì em quay lại học chương trình cử nhân tiếp, phải tốn tiền nữa, nhưng mà giờ cũng 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 lỡ nhiều năm rồi mà. Nếu mà từ đầu mà biết sớm hơn, biết sự có sự chuẩn bị tốt hơn á, thì tất cả những cái chi phí này kia bạn đã không phải tốn nhiều tiền, không có tốn nhiều thời gian, và đường cuối cùng đến La Mã thì nó cũng hơi xa, vậy nó cũng hơi dài, mất thêm 2 năm nữa là mới hoàn thành, cộng với thời gian mà bị mất đi trước đó. Ờ, kể cả cộng cái năm Covid nữa, bạn mất lên tới 5-6 năm. Đó là cái thực tế, là không phải bạn không không sử dụng cái công ty tư vấn du học, nhưng mà cũng nên nhớ rằng là công ty tư vấn du học thì họ cũng có cái thuận lợi và cái nhược điểm của họ. Có những công ty du học họ sẽ vì quyền lợi của công ty của mình để đảm bảo rằng học sinh đi theo học nhiều quá và kiếm được thêm lợi nhuận, lấy được tiền thì họ có hoa thể hồng. thấy thêm commission hoa hồng thêm, hoặc là họ họ sẽ không có thể nào mà hiểu hết các nguyện vọng của các em cho khi mà làm hồ sơ xin visa. Họ có thể không phải là không hiểu nguyện vọng nữa mà họ cố tình họ họ lơ đi. Họ cũng có thể Bây là giờ có những có trường hợp được họ họ không hiểu hỏi luật nữa nhưng mà họ hỗ trợ. Cái được cái tên câu chuyện của một người đi học bạn, nhưng mà dù gì em ấy cũng cũng khá là ổn ở thời điểm hiện tại rồi. Hiện tại thì bạn đang có công việc tốt, đang có khả năng ra trường là có thể định cư được sớm, thì đó là một trường hợp may mắn.
Nhưng mà em có biết là tiếng Anh của bạn ấy yếu, mà lúc mà sát ngày thi tiếng Anh thi còn không được á, chị đã phải ra tay đủ trò mới lấy được cái thư mời nhập học chính thức cho bạn ấy không? Tại vì thật sự bạn thi không nổi để mà lấy cái tiếng Anh đó luôn. Mà cái công ty du học kia họ cũng trả tư vấn cái mà thẩm định nghề để lấy cái mà enrollment, bạn ấy học về y tá để mà lấy cái chỉ hành nghề, công ty du học kia nó cũng trả tư vấn cho em ấy, nên là em ấy không có sự chuẩn bị thì làm sao mà đến khi mà học chương trình cử nhân được miễn giảm môn học à? Chỉ là không được một cái gì hết trong vấn đề là hỗ trợ công ty du học đó để mà giúp cho bạn này giảm được môn học, giảm được thời gian đi làm nữa. Muốn đi làm được thì phải có cái enrollment đó thì mới làm được. Bạn cũng chưa ấy chứ hành nghề, nên khi mà chị gặp thì chị bắt buộc phải làm lại hết những cái chuyện đó. Mất mấy năm trời mà cuối cùng chưa làm cái phần đó, may xém tí xíu là bị trễ luôn cả hạn. Khóa học của trường bắt buộc phải có cái đó nó mới cho du học, mà bạn cũng không có. Tiếng Anh thi IELTS, BTE cũng chưa thi, cái gì cũng không hết. Cho nên nó là một cái sự trở ngại vô cùng cho bạn ấy. Cái kỷ niệm đó là chị cũng sợ, tại vì thực sự đó là em đã quá thân. Em nhờ mình quá kỹ càng mà mình không thể nào không giúp. Nhưng mà giúp thì giúp trong khả năng, chứ thôi cái nào mình cũng biến không thành có được đâu, đúng không? Thì mình nói là đã may mắn là vẫn còn kịp, nghĩa là khi mà gặp được bạn và bạn đã quyết tâm đi và tin cậy vào sự tư vấn của mình á, thì bạn đã hoàn toàn chấp nhận theo sự hướng dẫn của mình rồi, thì lúc đó là bạn đã có sự may mắn. Còn nếu như bạn đã tin vào mình rồi và bạn đi tới đúng đích thì thôi, đó là chúng ta đạt được cái win win thôi, hai bên gì có lợi. Nhưng như hồi xưa đó chị cũng không lấy phí nha, tất cả chị tư vấn miễn phí hoàn toàn, không lấy phí. Bữa giờ hoa hồng bên trường đó thì cũng chưa lấy miếng nào luôn. Hồi xưa là tư vấn rồi giống đã, rồi quyết định tới quyết định lui, rồi xong rồi tư vấn lại, rồi xong rồi xin học, rồi tốn biết bao nhiêu thời gian của chị, rồi xong rồi chọn hết trường này tới trường kia, rồi cuối cùng chị chia sẻ luôn là bạn nó giảm được bao nhiêu học phí, chị học phí khoảng bao nhiêu tiền rồi bây giờ kết thúc. Cái bạn này đầu tiên là xin học bổng, nhưng mà học bổng ở cái trường dưới Nam Úc á, bạn không chịu học. Rồi sau đó thì cái trường nó không có chờ được, là vì bạn chưa có cái enrollment đó. Thì sau đó thì nó sát ngày sát giờ rồi thì đại đăng ký một cái trường trên Melbourne, nó thì như cái học bổng nó mất luôn á. Tại vì cái lúc đó là vì sao, cái số lượng học viên vô trong cái trường này nó quá nhiều và sát ngày sát kỳ quá rồi. Em biết đăng ký rồi, nó một tuần bạn đi học chứ mấy, bạn không có còn thời gian luôn. Cho nên là cuối cùng là mén nó là bị rớt luôn. May là có một cái bạn khác hủy cái chỗ của bạn đó, bạn không chịu học á. Rồi mình cũng khuyên là thay vì em xuống LA thôi, em học trên Melbourne trước đi, rồi học kỳ sau chị chuyển em xuống LA. Biết bao nhiêu công việc không? Đăng ký một khóa học với anh không nhận nha, đăng ký lại khóa học Melbourne nha, Melbourne rồi giữa kỳ xong bắt đầu xin chuyển trường xuống Adelaide lại. Thế nên là cái công việc nó rất là nhiều, gần như là không biết bao nhiêu việc mà để phải kể ra. Mình muốn giúp là mình giúp cho tới nơi tới chốn cho các bạn học cho đàng hoàng. Thứ hai nữa, bạn này cũng đã xui xẻo rồi, gặp công ty du học không có tâm rồi làm theo kiểu đó là bị mất hết 5 năm rồi, tốn bao nhiêu tiền rồi đi học nó cực lắm các bạn, chứ không phải đi học rồi nó đơn giản đâu. Thà là các bạn bỏ thời gian đó, bạn đi làm, bạn có tích lũy tiền rồi, bạn chứng minh kinh nghiệm rồi, bạn được ở lại rồi mình vui vẻ với các bạn. Chứ để mà nó cứ xào quần đi học hoài rồi cũng chưa mua nhà, mua cửa, cuộc sống nó cứ nay đây mai đó. Nói chung là nó rất là cực. Nên ở bên Úc thì các bạn, lời khuyên của mình là nên tìm một người đó, luật sư, để người ta mà lập ra cái kế hoạch và con đường cho các bạn đi. Và đã tin tưởng rồi, đã quyết tâm rồi thì cứ theo vậy mà đi, rồi tới đích xong rồi bạn muốn làm gì đó bạn làm. Được định cư rồi thì muốn làm gì làm. Thì chị Huyền cũng giúp rất là nhiều bạn đã đạt được cái giấc mơ Úc rồi đó. Thì hy vọng là sẽ giúp được các bạn. Thôi, mình với chị cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn các bạn đã tin tưởng thôi.